Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau những ngày mưa lớn kéo dài, biển Nha Trang đã chuyển từ màu trong xanh sang vàng đục. Người dân không thể xuống tắm. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thiện có số điện thoại 0989 3 số cuối 789. Trên đường đê tả sông Hồng, DT378 xuất hiện nhiều bãi rác tự phát do một số người dân thiếu ý thức xả thải ra, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. Phản ánh của khán giả Mỹ Linh, số điện thoại 0979 3 số cuối 624. Bà con nông dân trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tất bật xuống giống các loại rau màu để phục vụ thị trường với rất nhiều nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay. Chia sẻ của khán giả Hoài Linh, số điện thoại 0913 3 số cuối 123. Đa dạng hóa cây trồng, nhiều nông dân Lâm Đồng đang làm giàu bằng cây hoa hồng nhập ngoại. Phản ánh của khán giả Quỳnh Anh có số điện thoại 0917 3 số cuối 845. Gặp gỡ người giúp đỡ đồng bào Rục, Quảng Bình, thay đổi diện mạo làng bản qua chia sẻ của khán giả Minh Phong, số điện thoại 0915 3 số cuối 108. Thưa quý vị, sau các cơn mưa kéo dài những ngày qua, đã biến biển Nha Trang từ màu trong xanh trở thành màu vàng đục, khiến cho người dân và du khách cảm thấy lạ mắt. Đây được coi là hiện tượng hiếm thấy, chỉ xảy ra một hoặc hai lần trong một năm tại vùng biển này. Vào chiều ngày 7 tháng 12, trên bãi biển đường Trần Phú, Nha Trang đã xuất hiện một hiện tượng hiếm thấy. Toàn bộ nước biển từ màu trong xanh vốn có bất ngờ đổi sang màu vàng đục, đã gây ngạc nhiên cho người dân và du khách khi đi dạo trên bãi biển. Từ con sóng cao màu vàng đục cuồn cuộn ập vào bờ, khiến bãi biển như nhuộm vàng theo từng con sóng. Được biết, hiện tượng đổi màu nước biển như trên rất ít khi xảy ra tại biển Nha Trang, chỉ xuất hiện sau các đợt mưa rất to hoặc sau cơn bão lớn. Khi lũ từ thượng nguồn con sông Cái đổ thẳng ra cửa biển Xóm Bóng, nhập vào các con sóng cuốn thẳng vào bãi biển Nha Trang. Hiện nay trên đường đê tả sông Hồng, DT378, đoạn chảy qua các xã Xuân Quan, Mễ Sở, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, xuất hiện rất nhiều bãi rác tự phát do một số người dân thiếu ý thức xả thải ra, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. Rác thải ở đây chủ yếu là rác sinh hoạt, túi ni lông, đồ gia dụng hỏng, phụ phẩm nông nghiệp, phế thải xây dựng. Được biết, các bãi rác tự phát này đã tồn tại từ nhiều năm nay. Khi các bãi rác đầy lên qua thời gian, người dân sẽ tiến hành đốt rác, khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng. Khói bụi từ việc đốt rác còn làm hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hình ảnh phản ánh của khán giả Mỹ Linh, số điện thoại 0979 3 số cuối 624 gửi đến chương trình được ghi lại vào chiều ngày 4 tháng 12 tại thị trấn Văn Giang và xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Đề nghị cơ quan chức năng huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên sớm tiến hành rà soát, thu gom, vận chuyển số rác thải tại bãi rác tự phát trên địa bàn đến nơi xử lý tập trung, trả lại cảnh quan môi trường, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác thải đúng nơi quy định, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Với nhu cầu tăng cao giáp Tết là thời gian vàng của thị trường rau màu, nắm bắt xu hướng tiêu dùng đó, bà con nông dân trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tất bật xuống giống các loại rau màu để phục vụ thị trường. Tuy nhiên, bà con nông dân cũng đánh giá thời tiết năm nay không được thuận lợi, chiều cường cao so với mọi năm, nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng khi xuống giống các loại rau màu cung ứng cho thị trường Tết. Phục vụ thị trường Tết năm nay, bà con nông dân sắp xếp thời gian để xuống giống các loại rau màu cho phù hợp. Với các loại rau củ có thời gian thu hoạch dài, thì nông dân tận dụng đất trên cao hoặc bơm nước ra để xuống giống từ hơn 2 tháng trước. Riêng đối với các loại rau màu ngắn ngày thì bà con mới bắt đầu xuống giống. Nếu như năm trước việc xuống giống ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thì vụ rau màu Tết năm nay gặp thời tiết thất thường, chi phí vật tư cao cũng như diễn biến khó lường của giá cả đang là nỗi băn khoăn, lo lắng của rất nhiều nông dân trước khi bước vào vụ cuối năm.
Như năm rồi thì mặn có lý, có lợi nhiều. Năm nay thì không biết sao. Năm nay thời tiết năm nay thì mưa nhiều rồi xuống giống nó cũng hơi khó khăn. Nó không được thuận lợi cho lắm. Vật tư thì nó cũng bấp bênh quá, hay nó lên xuống thất thường lắm. Thì năm nào cũng vậy, cũng muốn cho nó được bội thu cho nó trúng mùa vậy thôi. Dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với kinh nghiệm sẵn có, sự nhanh nhạy trong thích ứng thị trường và nhất là sự chuẩn bị chu đáo của nhà nông, tin rằng vụ rau màu của bà con sẽ đạt cả về sản lượng và chất lượng để cung cấp cho thị trường Tết Quý Mão sắp tới. Với mong muốn tạo ra những mặt hàng mới lạ và chất lượng từ trái bưởi cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán năm 2023, năm nay một nhà vườn ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục cho ra thị trường giống bưởi ở Hà Nội lên chợ bán Tết. Đây là năm thứ 6, ông Hà Thanh Hồng, ngụ tại xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, canh tác cây bưởi diễn. Một loại bưởi rất được người dân miền Bắc ưa chuộng, trưng trong những ngày Tết cổ truyền. Ngoài gần 20 chậu bưởi diễn, năm nay ông Hồng cũng đã thành công hơn với cây bưởi tím vua lên chậu, trái sai hơn và màu sắc cũng đẹp hơn. Năm rồi đó là lúc nhỏ tôi không có bao trái, thành ra bị mấy ruồi vàng nó đục rụng hết. Rồi năm nay tôi phải bao, thành ra nó mới còn đó. Hổm rày cũng có bán được cả chục chậu rồi. Thì bán bình quân khoảng giá 3 triệu, 3 triệu rồi 2 triệu. Mà tới Tết mình mới biết cái lượng người ta khách mua như thế nào. Lúc này thì có những người người ta đặt hàng, người ta lấy liền. Còn cái hàng Tết thì chưa. Tuy còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2023, nhưng đã có khách hàng đặt mua hết 50% chậu bưởi diễn, bưởi tiến vua của ông Hồng. Số bưởi chậu còn lại, dự kiến sẽ tiêu thụ hết trong những ngày cận Tết. Những năm qua, mô hình nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa ở xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre có hiệu quả cao từ năng suất, chất lượng cho đến giá trị của tôm càng xanh. Có nhiều hộ dân phát triển kinh tế gia đình nhờ mô hình này. Mô hình nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa được người dân ở xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre lựa chọn, thực hiện do ít rủi ro, dịch bệnh và mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Tôm càng xanh là loài thích hợp cả môi trường nước ngọt và nước lợ, tận dụng thời điểm cuối năm, thời tiết thuận lợi để nuôi trong ruộng lúa. Những người tham gia mô hình này đa phần có thâm niên với nghề nuôi tôm, có người gắn bó với nghề gần 20 năm. Bởi vì cái đất này nó nhiễm mặn rồi, cái lúa thì nó thu nhập nó cũng không có cao không. Nhưng mà bắt buộc là mình cũng phải xen lúa vô trong tôm trong ruộng lúa, đặng cái mùa nước ngọt này nó thích ở trong môi trường trong lúa hơn. Còn mùa nước mặn vụ chính thì lúa mình đã thu, nhưng mà con tôm nó nước lợ mặn á thì nó đạt cao hơn. Vì lúc đó là con tôm mình không còn lúa nữa, mình bơm nước cao vô. Năm 2018, tổ hợp tác nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa ở xã Mỹ An được thành lập ban đầu. Mỗi tháng, các thành viên trong tổ họp một lần để chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi với nhau. Vào thời điểm thu hoạch, các thành viên giúp đỡ nhau theo hình thức dần đổi, công nhờ. Và từ khi tham gia mô hình này cho đến nay, việc nuôi tôm càng xanh của các nông dân ngày càng trở nên dễ dàng và có hiệu quả. Mình nuôi tôm là mình cấy lúa, tôm nó lên ruộng lúa, để mình thu nhập lúa để mình lúa sạch là lấy cái lúa để mình ăn. Rồi có dư mình chà ra mình cho tôm ăn, nó giảm chi phí ăn. Mô hình nó lợi nhuận nó rất cao. Theo chia sẻ của bà con tham gia mô hình nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa, thì việc thực hiện mô hình này sẽ giúp giảm được chi phí đầu vào, không sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật. Mô hình góp phần sự hài lòng trong môi trường sống giữa tôm và cây lúa, đồng thời làm thay đổi thói quen sản xuất truyền thống, hướng người dân sản xuất theo quy trình hữu cơ, từ đó đồng thời tạo ra hai sản phẩm sạch là lúa sạch và tôm sạch. Mô hình nuôi tôm trong ruộng lúa vừa mang lại hiệu quả kinh tế trên đất trồng lúa truyền thống, vừa tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch. Việc triển khai nhân rộng mô hình cũng đồng thời tạo ra hướng đi bền vững cho nông dân ở vùng nông thôn. Những năm gần đây, bức tranh nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng ngày càng khởi sắc khi luôn được nâng cao về chất lượng. Ngoài các loại nông sản thì hoa cũng đem lại cho nông dân Lâm Đồng sự sung túc và ấm no. Đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa đã khiến cho những giống hồng ngoại nhập thích nghi tốt và mang về thu nhập cao cho bà con nông dân. Và nhiều vườn hoa hồng ngoại còn trở thành điểm tham quan du lịch của du khách thập phương. Đây là nơi đang trồng và chăm sóc gần 1.000 giống hoa hồng ngoại nhập các loại,
Diện tích 12.000 m2 này được ông Trần Văn Đất gây dựng từ năm 1994, yêu hoa, đặc biệt say mê với hoa hồng. Nghiên cứu và nhập các giống hoa hồng trên khắp thế giới là việc đã quá quen thuộc với lão nông này. Năm 2020, gần 100 giống hoa hồng từ Anh, Nhật, Pháp, Đức, Mỹ được mang về chăm sóc. Ông Trần Văn Đất đã chọn những giống hoa có ưu điểm hoa đẹp, kháng bệnh tốt, lập hoa nhanh, năng suất cao, chịu nhiệt tốt để nhân giống bán cho khách hàng yêu hoa. Hồi đầu là trồng chơi thí nghiệm mấy cây thôi, nhưng sau thấy nó vừa đẹp vừa có sắc có hương nữa. Thành thử là nhập về trồng sang vườn để phục vụ đông đảo quần chúng. Thì hoa hồng của nhập á, bây giờ thì thứ nhất là chú trồng theo phương pháp hữu cơ thì nó đỡ phân thúc, đỡ hệ sức khỏe hơn và nó đẹp hơn, nhòn nhã hơn các phân hồng các cành. Thì hồng các cành là mình phụ thuộc theo thị trường, tức là nở lên phải cát, còn cái hoa hồng này là hồi nọ cũng được hết. Hoa hồng ngoại có hình dáng màu sắc đẹp mắt, lại có hương thơm rất đặc trưng so với những loại hoa, cây cảnh khác. Cây hoa hồng ngoại cho giá trị kinh tế cao hơn, vì thế việc chuyển sang trồng và khai thác hiệu quả từ các giống hoa hồng ngoại đã mang lại nguồn thu khả quan cho nhà nông Trần Văn Đất. Còn đây là vườn hoa ngoại nhập khác. Trước đây, chủ khu vườn này là anh Phạm Văn Trọng cũng đã trải qua những năm tháng rong ruổi khắp các tỉnh thành để thực hiện niềm đam mê với loài hoa quý phái được mệnh danh sứ giả của tình yêu. Giữa năm 2018, chàng nông dân trẻ quyết định xây dựng trang trại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, sát chân đèo Pren khởi nghiệp. Gần một năm đầu tư thiết kế xây dựng, chọn và ươm trồng các giống hoa, đến nay trang trại của anh Trọng có diện tích hơn 1 hecta đã trồng và trưng bày trên 30.000 chậu hoa hồng ngoại nhập và hàng trăm giống hoa hồng nội địa, nhất là các giống hoa hồng cổ của Việt Nam, tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Mình hiện tại giờ trên vườn khoảng tầm trên dưới 300 giống, thì hiện tại là mình đang khai thác giống hồng cổ là chính, với lại một số giống hồng nhập ngoại của David Austin, của Thái Lan, của Trung Quốc. Những cái giống mà mình sưu tầm thấy cảm thấy là khí hậu Việt Nam hợp thổ nhưỡng và phát triển tốt thì mình sẵn sàng nhập về. Cái giống mình nhập về phần đa là mình sẽ test lại, kiểm tra lại cái đặc tính giống. Sau đó mình sẽ tự nhân giống ra bằng cách dâm cành, ghép mắt. Rồi sau đó mình nuôi từ nhỏ lên khoảng tầm 5 tháng cho đến 1 năm là mình xuất ra thị trường. Thì quan trọng nhất là cái quy trình để mà sản xuất đó nó phải chuẩn. Thì đương nhiên là cái hiệu quả về nhân giống cũng rất là cao. Hiệu quả kinh tế mình thấy là đạt. Hiện tại trong vườn có khoảng 100 loại hoa hồng của các nước châu Âu, Anh, Nhật, Pháp, Đức, Thái Lan được anh nhân giống thành công. Và hơn 100 gốc hoa hồng cổ của Việt Nam như hồng cổ Sapa, hồng bạch cổ, có cây cao vài chục mét, tuổi thọ từ 20 đến 50 năm, rất quý hiếm. Bởi vì ở cái vườn hồng này là nó rất nhiều loại, nó đủ loại để cho mình chọn. Chứ còn những cái vườn kia có thể là người ta thiếu màu. Còn cái vườn này là nó nhiều màu. Cho nên là mình ưa chọn cái vườn hồng này để mình lấy để mình đi bán các tỉnh lẻ đó. Khách hàng của mình thì mình thích là toàn bộ bông ngoại hết. Sở hữu không gian hoa với hàng trăm loại hồng nhập ngoại, lạ mắt, quý phái và đa sắc cam vàng, trắng tím, nhung, hồng phấn, hương thơm quyến rũ cùng những giống hồng cổ nội địa quý hiếm. Những năm gần đây, các trang trại hoa hồng không những đem lại giá trị kinh tế cao cho nông dân mà còn trở thành điểm đến tham quan của du khách và những người yêu hoa. Thưa quý vị, anh Cao Xuân Long, sinh năm 1996, dân tộc Chất, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận bản Mó Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, là đại biểu trẻ nhất được biểu dương tại hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022. Từ khi 24 tuổi, chàng trai người Dục này đã được bà con tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ, trưởng ban kiêm trưởng ban công tác mặt trận bản Mó Ồ, xã Thượng Hóa. Trong 3 năm qua, với 3 nhiệm vụ được giao, anh Cao Xuân Long luôn nỗ lực cố gắng làm tốt công việc, cùng đồng bào từng bước thay đổi diện mạo của bản làng. Tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình năm 2013, chàng trai người dân tộc Chứt ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, quyết định về quê lập nghiệp.
dẫu biết rằng vùng đất này còn nhiều khó khăn vất vả. Tuổi trẻ năng động, có trình độ trung học phổ thông, Long sớm trở thành đoàn viên thanh niên tiên phong ở bản Mỏ Ô Hồ. Nhận thấy sự năng nổ của Long, năm 2016, đoàn xã Thượng Hóa đã bồi dưỡng, giới thiệu Long để chi bộ kết nạp đảng khi mới 21 tuổi. Xác định rõ mục tiêu, Long đã không ngừng cố gắng nỗ lực, nhận được sự tín nhiệm cao của bà con bản Mỏ Ô Hồ, cũng như sự tin tưởng của đảng bộ xã Thượng Hóa. Sau 3 năm, Long được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, trưởng bản và trưởng ban công tác mặt trận bản. Đồng chí Cao Xuân Long luôn là nêu tiên phong gương mẫu, đi đầu trong các cái công việc, luôn thực hiện và vận động bà con thực hiện tốt cái nhiệm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các cái quy định ở trên giao, rồi là tuyên truyền vận động xóa đói giảm nghèo, phát triển các cái mô hình chăn nuôi, rồi là đặc biệt là cái lúa nước. Chính vì vậy mà bà con nhân làng nhân bản Mẫu thì luôn là tin yêu, quý mến và ủng hộ đồng chí Long rất là cao. Với trách nhiệm bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận, từ khi có chủ trương xây dựng bản nông thôn mới từ năm 2021, Cao Xuân Long đã tích cực hoạt động từ tuyên truyền để mọi người hiểu nông thôn mới là gì, người dân được hưởng lợi như thế nào khi đạt chuẩn nông thôn mới, rồi sẵn tay cùng mọi người vệ sinh đường làng, ngõ bản sạch sẽ. Thì bản Mỏ Ô này thì được huyện chọn là làm cái bản là tiêu biểu đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện. Thì trong đó thì triển khai về tất cả những hoạt động của mặt trận thì đồng chí Long chỉ đạo rất sát sao, đi đầu với các bà con trong bản để thực hiện các mô hình. Từ nhiệt huyết của tuổi trẻ, quan trọng hơn là nói đi đôi với làm, Long đã khiến đồng bào trong bản tin theo và làm. Về bản, Phó Bí thư chi bộ Cao Xuân Long, người dân ở đây luôn dành cho người thanh niên này những tình cảm yêu mến. Làm hẳn cũng nhanh, việc hẳn cũng nhắc nhở làng chồm dân bản, làm ruộng hai một năm hai vụ trong làng, nhắc nhở trâu bò, chăm sóc, hẳn cũng thông cùng đoàn kết với chồm, với làng, với dân, với bản. Sau nhiều năm về định cư, bản hiện có hơn 300 nhân khẩu với khoảng 80 hộ dân đồng bào Rục, dân tộc Chứt sinh sống. So với trước, giữa còn rất nhiều khó khăn, nhưng cuộc sống đồng bào đã tiến những bước đáng kể. Đời sống của đồng bào ở bản Mỏ Ô Ô nói riêng, xã biên giới Thượng Hóa nói chung đã được nâng lên. Đồng bào đã thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tích cực góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Đây là nỗ lực của mỗi một người dân và từ sự giúp đỡ của các cấp, các ban, các ngành. Trong đó không thể không kể đến vai trò tiên phong gương mẫu, trách nhiệm của bí thư trẻ tuổi Cao Xuân Long. Là một cán bộ của ban công tác mặt trận thì đồng chí Long đã cùng với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cà Seng thì tuyên truyền vận động bà con nhân dân là tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tham gia tuần tra bảo vệ đường biên mốc quốc giới thì góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn xã Thượng Hóa. Bản thân tôi phải cùng với bà con là phải cùng đi làm với bà con hoặc là đến từng hộ gia đình, những hộ nào mà còn khó khăn thì bản thân sẽ cố gắng là cùng các thành viên trong ban công tác mặt trận của bản để vận động cùng người giúp đỡ. Từ khi 24 tuổi, chàng trai người Rục Cao Xuân Long được bà con tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ, trưởng bản kiêm trưởng ban công tác mặt trận của bản Mỏ Ô Ô, xã Thượng Hóa, huyện Bình Hóa. Trong 3 năm qua, với 3 nhiệm vụ được giao, Cao Xuân Long luôn nỗ lực cố gắng làm tốt công việc, cùng đồng bào từng bước thay đổi diện mạo của bản làng. Để bà con sớm thoát được nghèo, bí thư, trưởng ban công tác mặt trận bản tự nhận thấy cần phải cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện vai trò cũng như nhiệm vụ của mình. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát sóng trong ngày hôm nay. Xã
Sau các cơn mưa kéo dài những ngày qua đã biến biển Nha Trang từ màu trong xanh trở thành màu vàng đục, khiến người dân và du khách cảm thấy lạ mắt. Đây được coi là hiện tượng hiếm thấy, chỉ xảy ra một hoặc hai lần trong một năm tại vùng biển này. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thiện có số điện thoại 0989, 3 số cuối 789. Hiện nay, trên đường đê tả sông Hồng, DT378, đoạn chạy qua các xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, xuất hiện nhiều bãi rác tự phát do một số người dân thiếu ý thức xả thải ra, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. Đề nghị cơ quan chức năng địa phương sớm tiến hành rà soát, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân đổ rác thải đúng nơi quy định, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Phản ánh của khán giả Mỹ Linh, số điện thoại 0979 3 số cuối 624. Với nhu cầu tăng cao giáp Tết là thời gian vàng của thị trường rau màu, nắm bắt xu hướng tiêu dùng đó, bà con nông dân trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tất bật xuống giống các loại rau màu để phục vụ thị trường. Tuy nhiên, bà con nông dân cũng đánh giá thời tiết năm nay không được thuận lợi, chiều cường cao hơn so với mọi năm nên ít nhiều ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng khi xuống giống các loại rau màu cung ứng cho thị trường Tết. Chia sẻ của khán giả Hoài Linh, số điện thoại 0913 3 số cuối 123. Với mong muốn tạo ra những mặt hàng mới lạ và chất lượng từ trái bưởi cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán năm 2023, năm nay, một nhà vườn ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục cho ra thị trường giống bưởi ở Hà Nội lên chậu bán Tết. Tuy còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán năm 2023, nhưng đã có khách hàng đặt mua hết 50% chậu bưởi diễn, bưởi tiến vua. Số bưởi chậu còn lại dự kiến sẽ tiêu thụ hết trong những ngày cận Tết. Phản ánh của khán giả Minh Vương có số điện thoại 0878 3 số cuối 524. Những năm qua, mô hình nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa ở xã Mỹ An, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre có hiệu quả cao từ năng suất, chất lượng cho đến giá trị của tôm càng xanh. Có nhiều hộ dân phát triển kinh tế gia đình nhờ mô hình này. Tham gia mô hình nuôi tôm càng xanh còn giúp người dân giảm được chi phí đầu vào, không sử dụng hóa chất thuốc bảo vệ thực vật. Mô hình góp phần tạo sự hài lòng trong môi trường sống giữa con tôm và cây lúa, đồng thời làm thay đổi thói quen sản xuất truyền thống, hướng người dân sản xuất theo quy trình hữu cơ, từ đó đồng thời tạo ra hai sản phẩm sạch là lúa sạch và tôm sạch. Phản ánh của khán giả Trần Tím có số điện thoại 0974 3 số cuối 327. Những năm gần đây, bức tranh nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng ngày càng khởi sắc khi luôn được nâng cao về chất lượng. Ngoài các loại nông sản thì hoa cũng đem lại cho nông dân Lâm Đồng sự sung túc và ấm no. Đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa đã khiến cho những giống hồng ngoại nhập thích nghi tốt và mang về thu nhập cao cho bà con nông dân. Và nhiều vườn hoa hồng ngoại còn trở thành điểm tham quan du lịch của du khách thập phương. Phản ánh của khán giả Quỳnh Anh có số điện thoại 0917 và số cuối 845. Chương trình Góc nhìn khán giả xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.